Chào mừng các bạn đã đến với kênh NHBD Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để xóa một cái danh sách phát trên YouTube. Thì đối với các bạn đã tạo ra những cái danh sách phát theo chủ đề trên YouTube để cho cái người xem họ có thể thuận tiện khi mà họ muốn truy cập vào cái danh sách phát theo từng cái chủ đề video riêng biệt. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể xóa những danh sách phát này khi mà các bạn tạo ra và các bạn không muốn sử dụng tiếp cái danh sách phát này nữa. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào YouTube giúp mình. Các bạn sẽ nhấp vào phần YouTube và cũng các bạn sẽ truy cập vào cái trang YouTube Studio như trước đó giúp mình. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần biểu tượng ở bên tay phải và truy cập vào cái UB Studio. Khi mà các bạn truy cập vào cái bảng điều khiển của UB Studio, các bạn sẽ nhấp vào phần nội dung giúp mình. Thì đối với các bạn mà muốn xóa cái danh sách phát này, thì nếu mà các bạn nhấp vào cái phần danh sách phát, thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có hiển thị cái phần thông tin để chọn để có thể xóa những cái danh sách phát này. Thì ở đây nếu mà các bạn muốn xóa những cái danh sách phát này, những cái danh sách mà các bạn tạo ra và các bạn không muốn sử dụng nó, thì các bạn sẽ làm như thế nào? Ở đây thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần chỉnh sửa trên YouTube giúp mình. Thì YouTube họ sẽ chuyển các bạn sang một cái giao diện để quản lý riêng dành cho cái danh sách phát này. Thì ở đây các bạn cũng sẽ thấy hiển thị là nó không có cái phần để chọn cái phần để xóa cái danh sách phát. Thì ở đây các bạn sẽ nhấp vào cái phần ba chấm giúp mình. Nó sẽ hiển thị ra cái mục để có các bạn có thể liệt kê ra những cái thông tin và xóa những cái phần cái danh sách phát mà các bạn không có mong muốn. Thì ở đây mình sẽ nhấp vào cái phần xóa cái danh sách này để cho nó không còn tồn tại trên cái YouTube. Thì đối với các bạn sẽ đặt câu hỏi là nếu mà các bạn xóa cái danh sách phát này thì những cái video trên cái danh sách phát này nó có bị xóa luôn trên YouTube? Thì ở đây mình sẽ giải đáp cho các bạn là những cái video mà các bạn đã tạo, đã thêm vào trên cái danh sách phát này hoàn toàn sẽ không bị mất đi. Thì nó chỉ là không còn ở trong cái danh sách phát này thôi. Còn những cái video mà các bạn đã up lên trước đó, nó vẫn sẽ xuất hiện bình thường ở trên cái trang YouTube của các bạn. Thì ở đây mình sẽ nhấp vào cái phần xóa danh sách phát và các bạn sẽ nhấp vào phần xóa giúp mình. Thì sau khi các bạn nhấp vào phần xóa, các bạn sẽ vào kiểm tra lại giúp mình. Các bạn sẽ bấm refresh lại giúp mình để kiểm tra xem cái danh sách phát nó còn ở trên cái trang nội dung của các bạn hay không. Thì ở đây các bạn đã thấy thì cái phần cái trang danh sách phát của các bạn đã được xóa hoàn toàn trên cái trang kênh của các bạn. Thì cái video hướng dẫn các bạn cách để có thể xóa cái danh sách phát của YouTube của mình đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nếu có ý kiến thắc mắc, các bạn vui lòng comment ở dưới video. Mình rất vui nhận được những ý kiến đóng góp cũng như phản hồi của các bạn để cho kênh ngày một hoàn thiện hơn. Thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian tới. Xin cảm ơn.